Cái tiếng này là... Làm gì đỏ mặt dữ vậy cha? Trời ơi, thì ra là tại mình. Thôi xong, tim mình cũng bắt đầu đập loạn xạ rồi. Nè, ngươi... Tính chửi mình dê sồn chứ gì. Ngài cần gì để thần phục vụ ạ? Phải bẻ lái mới được. Cứ yên đó đi, ngươi đang làm rất tốt. What the hell? Ngài Elios, ngài hiểu lầm rồi. Thần không phải kiểu thua nút đục thả dê đâu. Là tai nạn thôi. Tại thần cưỡi thần thú không quen. Nói cái gì thế hả? Có hiểu ta đang nói gì không? Ý ta là ngươi cứ ở yên đó đi. Đứng cũng không vững mà còn mày đặt phục vụ ai. Thay vì nhìn xuống dưới thì nhìn trời sao sẽ đỡ sợ hơn đó. Wow, đẹp quá. Cứ như là đang bơi giữa biển sao vậy đó ngài Elios. Xem mặt trăng to như kìa Hitomi. To ghê. Ủa, đâu rồi? Chân. Đứng mà cũng ngủ được. Bó tay. Lâu ngày không vận động, đi bộ mệt quá. Tôi thấy yêu tộc rồi, cứ về đi. Sao? Nàng sợ yêu tộc biết chuyện tình cụm của tụi mình hả? Muốn đánh nhau không? Nhào vô, ai thua được hôn người còn lại. Xí hụt. Từng này tuổi rồi, cư xử nghiêm túc chút được không hả? Đúng là trước giờ ta thích chơi hơn làm. Thích ngao du thiên hạ hơn chích với ở trong một cái thành của riêng mình. Hết tiền thì về ai bám Elios. Tóm lại sống không cần một cách gì hết, miễn ta vui là được. Có gì hay đâu mà tự hào. Thích quá, em cũng muốn sống tự do như vậy. Nhưng giờ ta tìm được mục đích của đời mình rồi. Ai hỏi đó mà khai. Là bảo vệ nè. Vớ vẩn. Vậy nàng không tin ta hả? Ta nói thiệt đó, sống chết gì ta cũng bảo vệ nàng cho đến cùng, kể cả phải chống lại thần tộc sao? Sao phải chống? Từ từ nghĩ cách giảng hòa rồi hai bên chung sống với nhau được mà. Để xem ngươi làm thế nào. Xem ra Kari chết cũng không uổng phí. Nhờ hắn mà ta đã làm rõ được một chuyện đắc giá. Có chuyện đắc giá gì mà ta không biết thế, Naga? Thần xin cáo lui. Sao người ở đây? Sáng nay là vòng hai cuộc thi tuyển phi tần mà. Hết vui nên ta giải tán rồi. Mà ngươi có thôi ngay cái kiểu đánh trống lảng không hả? Cứ như chẳng có chuyện gì liên quan đến ta vậy. Ngươi đừng quên là chính ngươi rủ ta hợp tác lật đổ Elios và Soyle đó nha. Đến giờ cũng có thay đổi gì đâu. Vậy thì sao, chuyện gì liên quan tới bọn họ ngươi cũng giấu ta? Từ đầu có ta giúp thì con bé kia dễ gì được Soyle và Elios cứu thoát. Xem ra ngươi biết rõ đầu đuôi. Còn bắt ta kể làm gì nữa. Thôi chết, hớ rồi. Thôi nào, đừng có nghĩ là ta theo dõi ngươi. Ta chỉ là chủ động tìm hiểu để hỗ trợ ngươi cho tốt thôi. Chẳng phải chúng ta cùng phe sao? Với cái kiểu thích tự ý hành động như ngươi, biết càng ít càng tốt. Nè, ý nói ta lanh chanh toàn làm hỏng chuyện đó hả? Đứng lại cho ta.